Dạ, xin kính chào tất cả quý vị bà con cô bác xa gần. Lời đầu thì tôi xin cảm ơn quý vị bà con cô bác đã ủng hộ cho kênh Chú Tám TV cũng như kênh của Tám Tình Tăng chuyên đọc về hồi ký, bút ký, truyện ngắn, truyện dài của thời gian trước năm 75 và sau năm 75 của tất cả các tác giả viết về quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi không phải là lính. Tôi sinh năm 1961. Ông già mình thì đi lính, còn mình thì không có. Mình chỉ là thằng học sinh quèn thôi. Nhưng tôi rất yêu lính. Quý vị, chú bác, anh chị nào ngày xưa trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa có viết hồi ký, bút ký và muốn bài viết của mình đọc lên để cho thế hệ sau nghe, những em sinh sau đẻ muộn sau 75 nghe để hiểu về một giai đoạn lịch sử của đất nước mình trong công cuộc chiến đấu bảo vệ miền Nam tự do. Thì quý anh chị cô bác cứ gửi bài viết qua email của tôi. Email của tôi để ở trong cái video và lần lượt tôi sẽ đọc lên để cho bà con nghe và thế hệ em cháu của mình nghe. Hôm nay tôi chỉ có mấy lời cùng bà con và bà con nào muốn nhắn tin tìm lại thân nhân chiến hữu hoặc hoặc bất cứ nhắn tin nào tìm người thân thì cứ gửi về địa chỉ của tôi và lần lượt tôi sẽ mang lên để đọc lên và biết đâu may mắn bà con cô bác mình gặp lại người thân mình muốn nhắn như một vài người đã email cảm ơn tôi vì đã tìm được thân nhân. Hôm nay tôi chỉ có mấy lời cùng bà con và bây giờ thì xin mời bà con mình nghe bài viết của tác giả Mũ Đỏ Thương Phế Binh. Anh vẫn còn ở Việt Nam. Cái anh Mũ Đỏ Thương Phế Binh này, hồi ký của ảnh tôi có đọc rồi là trưởng thành trong lửa đạn đó. Và bây giờ anh có gửi cho tôi một bài viết ngắn, ngắn thôi. Có tựa đề là Những con chó hoang và những chiến thuật làm cho kẻ thù khiếp đảm. Bây giờ xin mời cô bác mình cùng nghe. Đời có vay thì có trả, sống làm chó săn cho cộng sản thì chết cũng chui rút như con chó trong nghĩa địa buồn. Lưu lại tiếng đời nói giáo cho giặc muôn thuở, như tên tướng Phạm Xuân Ẩn và Nguyễn Hữu Hạnh. Thời Việt Nam Cộng Hòa có rất nhiều con chó chui rút vào gầm Dinh Độc Lập, vào Bộ Tổng Tham mưu, vào trong Quốc hội, luồn sâu vào các tôn giáo, len lỏi vào đám sinh viên học đường. Việt Nam Cộng Hòa không đốn vì những con chó hoang này, ăn cơm chủ rồi quay lại cắn cả chủ. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa còn bị khốn đốn hơn là chống lại kẻ thù đã nắm đầy đủ tin tức trước khi tấn công vào những mật khu nào của Việt Cộng. Đó là chiêu bài tương kế tựu kế, dùng gậy ông tôi đập lưng ông, mà là đập cho gãy xương sống mới đau chứ. Khi các đơn vị được lệnh hành quân ở vùng nào, thì đã có những người bán quán chung quanh đơn vị đó loan tin cho phía bên kia. Ngay cả trong lòng các đơn vị cũng có kẻ làm nội tuyến. Vì thế, mỗi lần đóng quân chỗ nào, thì đủ các loại pháo đổ lên đầu các đơn vị đó. Có khi phi pháo của chính mình yểm trợ luôn trên đầu mình, trong khi sĩ quan đề lô không xin yểm trợ tọa độ, xin yểm trợ trên đầu chúng tôi khi bị địch dùng biển người để thí quân. Chúng chỉ có hai chiến thuật cơ bản là dùng số đông để đè người, nói rõ hơn là lấy thịt đè người và dùng chiến xa đi trước để cho bộ binh tiến vào sau. Chiến thuật của quan thầy dạy lại trong trận Điện Biên Phủ là dùng số đông vào tình huống bất ngờ để chiến thắng. Cứ ào ào tấn công liều lĩnh, cho dù kẻ sau phải đạp lên sát kẻ trước để tiến chiếm mục tiêu. Xưa kia quân Nhật dùng mưu kế để chiến thắng quân đội Pháp. Họ chỉ có một tiểu đội trong khi đồn Pháp thì lại cả đại đội đóng quân trong đó. Chiều bắt đầu tối, vài lính Nhật bắt những cây chuối, bò vào gần hàng rào, cột vào đầu cây chuối cho dựa vào hàng rào. Cứ cách một quãng lại cột một cây chuối,
để dựa vào hàng rào như vậy. Nửa khuya, tên tiểu đội trưởng dùng còi thổi hô xung phong, thì lính Nhật cứ kéo ngã cây chuối ra rồi lại thả vào hàng rào. Trong đồn bắn ra như mưa, mà cứ thấy càng bắn ra thì càng thấy người tiến lên, hết lớp này đến lớp khác. Đến nỗi đồn Pháp hết đạn mà còi xung phong vẫn còn thổi, và hàng rào vẫn hết lớp này đến lớp kia xung phong. Cuối cùng vì hết đạn trong đồn, toàn bộ quân Pháp buông súng, giơ tay xếp hàng hai ra đầu hàng, mới bật ngửa ra là chỉ có vài tên lính Nhật vài cây súng, còn lính Nhật xung phong hết lớp này đến lớp khác ngoài hàng rào là những cây chuối. Khi còi thổi xung phong thì lính Nhật cứ núp một chỗ, kéo ngã ra rồi lại cho ngã vào hàng rào. Sự can đảm của lính Nhật cũng giúp cho họ đạt chiến thắng. Khi phải tiến qua một khúc sông không có cầu, toàn cá sấu đói ăn nổi đầy trên mặt nước. Một tiếng còi vang lên, tiểu đội đầu nhảy xuống để cá sấu ăn thịt. Nếu chưa no thì tiểu đội thứ hai sẽ hy sinh như tiểu đội đầu. Cá sấu ăn no, máu đỏ loang cả một khúc sông. Sau đó nổi hàng người lên mặt nước. Thế là đoàn quân Nhật cứ leo lên mình cá sấu, thay cho cầu mà bước qua sông lên bờ mà tiến quân. Chuyện câu chuyện của lính Nhật mà leo lên mình cá sấu này thì tôi không biết thật. Còn câu chuyện tôi biết, tại vì hồi mấy năm trước tôi có tìm tài liệu để viết ra cuốn Sóng Gió Thái Bình Dương. Thế chiến thứ hai, khi mà Nhật đánh qua bên Mã Lai, họ đi hành quân, đi bộ. Rồi có lớp đi xe, rồi lính lính trơn đó, thì đạp xe đạp, có nhiều xe đạp lắm, chạy qua tới khúc con suối, con sông, cái mấy cái con sông nhỏ đó, xe đạp đâu có qua được. Cái lính Nhật phải cho lính đó, đóng cây, rồi để lên vai, làm cây cầu, người này người kia cách nhau không có bao xa, mà phải đứng làm cây cầu. Dắt mỗi người kê da vô để chống lên, không có cầu, không có chân cầu gì hết, lấy cái vai người để cho xe đạp chạy qua mà tiến quân. Mà xe đạp của Nhật nó đi, nó bể bánh, nó không có thay, nó chạy bằng niềng luôn. Nó chạy tới cái gần cái đồn lính, nó chạy một lần cả một tiểu đoàn nhé, nó chạy xe đạp. Lúc đó là anh, nó đóng đồn, nghe cái tiếng mà xe đạp chạy bằng niềng, chạy trên cái lộ bằng nhựa đó. Ào, 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 cái nó nói xe tăng tới, cái nó tốc độ nó chạy. Nhật nhảy vô, một, hai người lính bắn bùm bùm bùm, đầu hàng, chiếm đồn. Cứ thế họ đánh, đánh như trẻ tre luôn. Bây giờ mình đọc tiếp. Một tình huống khác là tin tình báo cho biết một đơn vị Pháp sẽ đi ngang đoạn đường đó. Lính Nhật bắt dân chúng hai bên đường xúc tro bếp đổ ra hai bên vệ đường. Gài mình trong đống tro rồi nằm phục kích chờ quân Pháp đi ngang qua cho nổ mình. Bị tro bếp làm nhắm mắt, cứ lo dụi thì toàn bộ kiếm Nhật cứ thấy phan hết đám đoàn quân viễn chinh của Pháp đi qua đó. Một đồn Pháp cố gắng cánh quạt lớn ngoài cổng, vì nghĩ muốn xung phong vào thì sẽ bị cánh quạt chém đứt người. Họ đã lầm, khi nghe tiếng còi xung phong, hai ba lính Nhật nhảy vô, cùng một lúc làm cánh quạt bị khựng. Dĩ nhiên có kẻ chết, có kẻ bị thương nặng. Thế là quân Nhật cứ thấy ung dung phá hàng rào gần đó, tiến chiếm mục tiêu một cách dễ dàng trước sự ngỡ ngàng của lính Pháp. Lính Đại Hàn xưa kia khi còn chiến tranh Việt Nam cũng đã dùng mưu để lừa Việt Cộng. Biết thế nào, tối cái đám du kích cũng mò về làng thu thuế. Trời mưa tầm tã, lính Đại Hàn cho một tiểu đội chỉ mang súng ống trùm áo mưa, nhưng lại cõng theo một tiểu đội khác sau lưng làm như đeo ba lô. Sau đó trời chưa tối hẳn, tìm chỗ vắng người thả những lính được cõng vào nằm phục kích chờ mồi, còn cái đám trùm áo mưa ra về người không. Dĩ nhiên để súng ống lại cho cái đám được cõng nằm lại sử dụng, vì tin tình báo của dân cho biết tiểu đội lính Đại Hàn đã ra về. Nửa đêm đám con cháu bác mò về thu thuế, có du kích theo bảo vệ, lính Đại Hàn nhảy ra nổ súng hốt trọn ổ. Một đơn vị biệt động quân đóng trên đồi cao căn cứ Mỹ bỏ lại, bị bao vây cả tuần không tiếp tế được. Nếu không phá được vòng vây coi như báo tử hết cả. Nước uống cũng không còn giọt nào. Cứ nhú đầu xuống là bị CKC cắt cùm liền. Tuy vậy, nhờ những hầm chiến đấu kiên cố, nên cho dù quân số của Việt Cộng khá đông, nhưng vẫn bị cầm chân.
Phi cơ không dám vào khu vực này vì quá nhiều phòng không mọi phía. Để mở đường máu, một trung úy đại đội trưởng ra lệnh lăn các thùng phi nằm ngang ra thành hàng. Từ trên đỉnh đồi kiếm gì căng cho khỏi lăn xuống khi chưa có lệnh. Sau đó chờ dưới chân đồi biệt cộng bu đông lại, lính biệt động quân hô xung phong và gỡ căng chạy theo những thùng phi vừa quăng lựu đạn vừa bắn. Cuối cùng, nhờ những thùng phi này mà lính biệt động quân đã thoát khỏi vòng vây của Việt Cộng, trở về tuyến sau chờ đơn vị bạn tiếp ứng. Đó là đánh theo chiến thuật mà trong quân trường chưa bao giờ dạy. Khi cùng đường, chiến thuật đó mới được nghĩ ra để sử dụng, gọi là chiến thuật cửa tử. Nếu như Việt Nam Cộng Hòa không quá dễ dãi hay nhân từ với bọn Việt Cộng, cứ bắt rồi lại thả, thì đâu đến nỗi nào nuôi ông tay áo, để cuối cùng bị nó đốt phù mỏ như ngày 30 tháng 4. Nếu như Việt Nam Cộng Hòa đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm, như ông Thiệu từng tuyên bố thì chưa chắc có ngày hôm nay. Sau ngày 30 tháng 4, mọi con chó hoang đã dần lộ diện ra hết, để chờ được thăng chức và thưởng công. Có nhiều người khi biết được lũ này sẽ giật mình bật ngửa đến chẳng ngờ. Việt Nam Cộng Hòa đã chết, nhưng chưa được chôn. Chế độ Cộng sản chưa chết, nhưng có lẽ đã bị chôn vùi trong lòng người dân oan trên toàn đất nước, cùng với sự thất vọng ê chề của lũ ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng sản. Bài viết đến đây đã hết. Xin cảm ơn tác giả Thương Phế Binh và cảm ơn bà con cô bác đã lắng nghe.